Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Khám Phá. Trong ngành giải trí ngày nay, những cái tên DJ nữ không còn xa lạ gì với giới trẻ. Với vẻ ngoài xinh đẹp, bốc lửa, cùng khả năng chơi nhạc chuyên nghiệp, các DJ luôn làm mọi người không thể rời mắt. Bên cạnh sự hào nhoáng, đẹp đẽ, quyến rũ, gợi cảm, cùng khả năng cháy hết mình ở các show diễn, các DJ cũng gặp phải nhiều cám dỗ, nguy hiểm rình rập và còn phải đối mặt hứng chịu những lời thị phi bên ngoài. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm mặt top 10 nữ DJ xinh đẹp và gợi cảm nhất Việt Nam. Các bạn hãy dành chút thời gian để xem hết video này, cũng như like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé! DJ Mie. DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995 tại thành phố Đà Nẵng. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2015, cũng trong năm đó, cô đã đạt được quán quân cuộc thi Miss DJ. Dòng nhạc cô theo đuổi là EDM, ngoài ra cô còn chơi tốt Hip Hop Dance. Năm 2017, cô đã tạo được tiếng vang lớn cho cuộc thi The Mix 2017, khiến cô trở nên nổi tiếng và gây bão trên mạng xã hội. Từ đó đến nay, cái tên DJ Mie luôn được săn đón tại nhiều sự kiện âm nhạc. Với ngoại hình xinh đẹp, nhỏ nhắn, cùng tài năng chơi nhạc cực đỉnh, nên Mie được khán giả yêu ái đặt cho nickname búp bê DJ. Mie đang theo đuổi hình tượng quyến rũ, nóng bỏng, với nhiều lần diện những trang phục chất như nước cất, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. DJ Trang Moon. DJ Trang Moon tên thật là Hà Quỳnh Trang, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Trang Moon tự cho mình là một cô gái rất cá tính, có phần nghịch ngợm. Ngay từ khi 17 tuổi, cô đã theo học DJ. Với khả năng cảm nhạc thiên phú, nhanh chóng Quỳnh Trang đã chiếm lĩnh sân khấu và có những đêm quẩy hết mình với công chúng yêu nhạc. Nữ DJ xinh đẹp này sở hữu một gương mặt sáng và cân đối, cùng với một thân hình quyến rũ. Và hơn hết là đôi mắt nụ cười tươi tắn tự nhiên với phong cách chơi nhạc phóng khoáng sôi động đặc trưng. DJ Oxy. DJ Oxy tên thật là Cù Thị Ngọc, sinh năm 1993 tại An Giang. Cô từng đứng vị trí 24 trong top 100 DJ hàng đầu thế giới vào tháng 12 năm 2014. Ngoài ra, cô cũng vinh dự đứng thứ 3 trong top 10 nữ DJ gợi cảm nhất châu Á năm 2014. Ngoài chơi nhạc, DJ Oxy còn tham gia diễn xuất trong nhiều phim như Hậu Duệ Mặt Trời, Cuộc Gọi Định Mệnh. Cô còn ghi dấu ấn khi tham gia hai chương trình truyền hình thực tế, Mảnh Ghép Tình Yêu và Mỹ Nhân Hành Động. Gần đây, cô tâm sự với báo giới rằng đã chán phong cách sexy gợi cảm và hiện tại cô muốn hướng đến những hình ảnh nhẹ nhàng. DJ King Lady. DJ King Lady tên thật là Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sở hữu một gương mặt vô cùng xinh xắn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Cô có sở trường trong dòng nhạc electro và EDM. Hiện tại, King Lady đã rất thành công và được nhiều khán giả biết đến, nhưng cô vẫn luôn không ngừng cố gắng rèn luyện để bản thân có thể trở thành hình tượng nữ DJ chuẩn mực của Việt Nam. DJ Tít. DJ Tít tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1994 tại Điện Biên. Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười làm mê đắm lòng người, ánh mắt dễ thương, được các fan hâm mộ mệnh danh là nữ DJ quyến rũ và thân thiện. Sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng không hề kém phần gợi cảm so với bất kỳ đồng nghiệp nào. Trong các show diễn, cô thường xuyên xuất hiện trong những trang phục ôm sát để khoe đường cong cơ thể. Hoặc cô sẽ dùng các trang phục có thể khoe đôi vai trần đi kèm các phụ kiện hiện đại phá cách. DJ Melo. DJ Melo tên thật là Trần Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1991 tại Đà Lạt. Cô là một nữ DJ có tiếng ở Sài Gòn. Với sở trường là dòng nhạc R&B và Hip Hop, cô gây ấn tượng với người xem bằng những hình xăm đầy cá tính cùng mái tóc nhuộm cực chất, làn da trắng và thân hình cực quyến rũ. Cái tên Melo đang ngày càng trở nên nổi tiếng và được khán giả biết đến nhiều hơn. DJ Mino. DJ Mino tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Mino là nữ DJ sở hữu thần thái vô cùng sang chảnh, cùng vóc dáng sexy nhất nhì làng DJ. Cô là tên tuổi gạo cội đã từng xuất hiện tại nhiều bar club trên cả nước. Theo nghề DJ từ năm 17 tuổi, Mino nổi tiếng với vẻ ngoài cá tính, bướng bỉnh. Cô tự gọi mình là con ngựa bất kham. DJ Nisaki. DJ Nisaki tên thật là Huỳnh Kiều Ni, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long.
DJ trẻ tuổi này đang sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sở hữu một thân hình cực kỳ nóng bỏng và có một gương mặt được cho là khá giống với Ngọc Trinh. Misaki đã được nhận xét là một DJ có lối chơi nhạc đầy cá tính. Dù cho mới vào nghề chưa lâu, nhưng mà Misaki cũng tạo được một chỗ đứng khá vững chắc trong giới DJ. DJ TT. DJ TT tên thật là Huỳnh Anh Thảo, sinh năm 1993 tại Khánh Hòa. Cô là một DJ nổi tiếng, đồng thời là một hot girl được yêu mến tại Sài Gòn. Không chỉ sở hữu một gương mặt ưa nhìn và cơ thể sexy gợi cảm, cô còn có tài năng DJ xuất sắc với khả năng chơi tốt dòng nhạc ngoại khá kén người nghe. DJ Wendy Quyên. DJ Wendy Quyên tên thật là Ngô Đỗ Quyên, sinh năm 1987 tại Vĩnh Long. DJ Wendy Quyên là một DJ xinh đẹp, gợi cảm và tài năng ở thị trường âm nhạc Sài Gòn. Ngoài chơi DJ, cô còn thử sức với vai trò là ca sĩ, người mẫu ảnh tạp chí. Trước đây, Wendy Quyên từng tham gia vào công ty giải trí của ca sĩ Đăng Khôi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, cô đành gác lại sự nghiệp nghệ thuật của mình. Sau này, cô đã trở lại và tạo dựng được nhiều ấn tượng đối với khán giả yêu âm nhạc. Như vậy, Top Khám Phá đã cùng các bạn điểm mặt top 10 nữ DJ xinh đẹp và gợi cảm nhất Việt Nam. Với tài sắc vẹn toàn, hy vọng các DJ sẽ ngày càng tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình để cống hiến tài năng và những tác phẩm nghệ thuật cho cộng đồng, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé!